mời gì nữa. Mix ba bé ba dưỡng ba đây cục vàng ý và na Việt Kiều về luôn. Nghe ơi gái à lên. Gái với Hương nè lên. Ở ngoài quay phim nhưng mà có chạy á. Chôm chôm nhỏ hả? Bao nhiêu một ký? Bao nhiêu một ký? Bao nhiêu một ký? 40. 35 đi, đã mua 40 rồi. Ngon, chôm ngon ghê á. Chôm ngon á. Sớm mua sớm quá mà. Giao hỏi thử nó phải cho mẹ đâu. Ủa này giống nhãn mắt vậy? Đó nhãn tiêu đi. Nhãn tiêu đâu có hộp bự vậy mà nhãn tiêu anh. Cái nhãn bự là phải hộp bự. Nó nhãn tiêu là phải hộp, nó phải không có hộp chứ hả? Hộp nhỏ chứ. Nếu mà cái trái kia thì nó nhỏ, nhỏ hơn cái này nhiều. Nó hộp rồi chơi chút xíu nhiều à. Hộp này trái bự hơn cái kia nữa. Ủng hộ anh đi, ủng hộ anh đi, tí đi. Chôm chôm cũng ngon á. Mua cái chôm đi. Mua rồi. Chôm chôm thường, chôm chôm nhỏ. Chôm này chôm chôm nhãn. Chôm ký. Ủa rồi. Rồi lấy em ký đi. Còn nhãn đi ký. Chờ cái bò đi. Xóa, ông tự xé không vô hả? Chôm chôm la nhãn hả? Chôm chôm la nhãn hả? Chôm chôm la nhãn hả? Ủa sao lấy chôm nè? Chôm chôm 2-3 ký vậy chị? Tại nó lấy đi. Lấy cái chôm đi. Lấy cái chôm đỏ đỏ nè anh ơi. Đó, chôm đỏ chắc có gì. Trời ơi, chị sao lấy cái chôm này nè. Chôm chôm nhãn mà mua chôm xanh xanh vậy. Chôm nào? Đây. Chôm vậy lên. Ba ký hả? Ký mấy à? Ký mấy à? Thôi, 2-3 luôn nha, 2,5 luôn á. 100 ngàn đi bỏ thêm. Cái này là dâu này nha. Dâu. Đề nghị anh là bữa sau để nó cái thùng rác nữa nha. Bỏ nước vệ sinh môi trường. À. Được không? Ô nhiễm môi trường vậy? Đúng rồi, mình đưa đi cho anh đi kìa. Đâu, em mua nhãn nữa mà. Nhãn nữa anh. Chùm luôn đi, cái chùm luôn. Lấy chùm luôn nha anh ơi. Chùm này nè hả? Cái gì? Đó không? Ừ, lấy đợi thôi, chùm đó luôn đi. Con đâm thì mình bỏ hơn. 2 ký. Bao nhiêu vậy anh? 8 cộng. 8 cộng hả? Dục để nó hả? Quen rồi, cái dục được. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Thôi giữ đi. Giữ đi xíu nó mua cái gì mua. Rồi. Dưa nữa thôi đừng mua dưa nữa. Không có mua sao chết chưa.
bón nhiều quá trời. Dưa hấu. Bán một bịch đó. Dưa hấu. Dưa lon kìa. Bây giờ họ cắt ở bên vô đây đó. Treo nó đó, củ lon này, chuối nè. Hơi ở mẹ. Mua khóm ép không? Bà ngoại kìa. Dưa nè. Mua để dành để bữa ai không? Thơm xanh quá hả? Thơm xanh nó mới để được lâu như vậy nè. Còn mình cái quán này đặt mạnh á.
chụp hình không? Chụp đi. Em chụp đi, chị em quay phim rồi.